Công ty trách nhiệm hữu hạn Martech Việt Nam, tên quốc tế Martech Việt Nam Company Limited, tên viết tắt là Martech Việt Nam co.ltd, nằm ở địa chỉ khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Người đại diện là Hoàng Hê San. Ngày hoạt động của công ty là 26 tháng 2 năm 2013. Ngành nghề của công ty là gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại, chi tiết, sơn vỏ điện thoại di động, linh kiện điện thoại và linh kiện, phụ tùng ô tô, gia công nhôm, thép, thép không gỉ, SUS, cắt gọt kim loại CNC và gia công đột dập, press, tráng mạ phủ cho điện thoại di động và linh kiện phụ tùng ô tô. Chắc rằng khi tôi lại được làm lại ở nơi đây, tôi sẽ nhớ mãi cái kỷ niệm nơi đây với đầy kỷ niệm và cảm xúc. Ngày hôm nay ùa về thật nhiều cảm xúc thật đặc biệt và khó quên. Mong sao những người bạn cũ của tôi vẫn làm thật là vui vẻ.